Xin chào Phan Kim Tiền, chị tên là Ngọc Quý. Chị rất ít lên YouTube nhưng mà chị bất xúc mấy bữa nay. Em á, hay đăng YouTube chửi Linda rất nhiều, với là nhà báo Trần Cẩm gì đó. Nên á, khuyên em á, đừng nên làm như vậy nữa. Vì á, mình chửi người ta được lợi gì không? Khi á, mình chửi người ta đăng clip người ta chửi lại mình á, mình khó chịu không? Lúc mình chửi người ta thì người ta tức, mà khi ta chửi lại mình tức không? Vì vậy á, những clip mà cưng đăng á, nhiều người phản ảnh lắm. Cái mỏ của cưng á, chửi người ta rất là hổn, hiểu chưa? Khi người ta chửi cưng á, người ta đâu có nói gì từ hổn đâu, đúng không? Như chị Linda chửi cưng á, chỉ là một dạy dạy học thôi, nhưng mà cưng á, mở miệng đụ má đụ mẹ coi được không? Chửi người ta mà coi lại mình nha. Chính cưng đã nói với một bài thơ rằng là muốn coi người ta ăn trầu thì phải kèm voi, muốn coi người khác phải coi lại mình, phải không? Muốn chửi người ta phải coi lại mình. Cái mỏ của cưng á, ra ngoài đường coi chừng họ tát vô mặt. Nghĩ sao vậy? Chửi người ta chửi ác lắm, như vậy á có được cái gì không? Chửi người ta mình khoái lắm hả? Hả, được gì không? Chị nên khuyên cưng á, bớt cái mỏ lồn của cưng này đi. Chửi người ta vậy không có được lợi gì đâu. Chị á, mới về quê nên chưa biết gì, cho nên buổi đọc clip của cưng rất là tức. Nói thật chị muốn chửi cưng lắm, nhưng mà thôi, chửi cưng mất công á, người khác lại nói xém vé như mình nữa, cho nên chị mới cửa chân, biết chưa? Chị chỉ nói vậy thôi, cứ nghĩ sao nghĩ.